gió đưa cơn mơ về những dấu yêu đã xa từ lâu. Trong tim đậm sâu, gió nói còn thương, còn đau, còn nhớ nhung về sau. Khi xưa yên vui. Hey yo, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với cả kênh của mình. Trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đệm hát đơn giản trên piano ca khúc mới ra mắt của Chipu. Đấy là Cung đàn vỡ đôi. Mình biết là có rất là nhiều người không thích Chipu, nhưng mà mình phải công nhận một điều, đấy là các sản phẩm của cô này lúc nào cũng rất là đầu tư nghiêm túc. Và bài hát này thì cũng không phải là ngoại lệ. Bài hát này mình khá là thích bởi vì cái màu sắc âm nhạc của nó hơi là mình nhớ đến nhạc của Châu Kiệt Luân. Thì là một nghệ sĩ mà mình rất là hâm mộ. Kiểu mấy bài như là Sử Thanh Hoa hay là Tóc Như Tuyết ấy. Cái màu sắc âm nhạc nó hơi kiểu cổ trang Á Đông một tí. Ok, thì bài này tông gốc của nó là La Giáng Trưởng. Nhưng mà La Giáng Trưởng tông này nó sẽ hơi khó một chút, cho nên là mình sẽ hướng dẫn ở tông Đô Trưởng cho nó dễ. Thì bài này về mặt cấu trúc nó sẽ có hai phần chính, đấy là phần lời và phần điệp khúc. Về cơ bản thì hòa thanh của hai phần này khá là giống nhau, cho nên là bài này khá là đơn giản thôi. Thì ok, bây giờ đầu tiên chúng ta học cái câu intro trước đi. Thì mình đánh demo trước này. Ok, thì cái câu intro này thì cái phần tay phải nó sẽ lặp đi lặp lại một cái motif như thế này. Thì phân tích nhanh qua một chút về hòa thanh của cái motif này thì đây là một cái câu nhạc mà nó đang sử dụng gam đô trưởng ngũ cung. Gam đô trưởng ngũ cung là cái gam mà có 5 nốt này này. Đô, rê, mi, son, la, son, mi, rê, đô. Thì gam đô trưởng ngũ cung về bản chất nó là giống như là gam trưởng bình đô trưởng bình thường, nhưng mà nó bỏ cái bậc 4, tức là bỏ nốt pha này, và bỏ bậc 7, tức là bỏ nốt si. Thì còn lại 5 nốt đấy là đô re mi son la son mi le đô. Thì cái câu teo 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 teo, thì cái câu intro này là cái phần giai điệu, nó chỉ đơn giản là đi theo các cái nốt trong gam đô trưởng ngũ cung này thôi, đúng không? Son son mi mi re re đô, son son mi mi re re đô. Chỉ là mình thêm một cái ở dưới mỗi cái nốt trong cái son son mi mi re re đô này, thì mình bè thêm một cái nốt ở phía dưới, nó cách nó một nốt ở phía dưới trong gam ngũ cung. Tức là như nào? Tức là ví dụ với nốt son chẳng hạn, thì mình bè thêm ở nốt dưới là nốt re, tại vì là re cách son một nốt ở trong gam ngũ cung mà, son mi re đấy, thì ta bè nốt son ở dưới bằng nốt re. Tương tự như thế với nốt mi thì ta bè với nó bằng một cái nốt ở dưới nó một nốt trong gam ngũ cung, thì tức là re đô, tức là nốt đô, đúng không? Thì ta bè nốt mi bằng nốt đô. Tương tự như thế đối với re thì mình sẽ bè với nó bằng một cái nốt phía dưới cách nó một nốt trong gam ngũ cung, thì đấy sẽ là nốt la, đúng không? Re đô la la, và cuối cùng là đô, đúng không? Thì ta lại bè nó bằng một cái nốt dưới nó một nốt trong gam ngũ cung, thì tức là nốt son. Và đấy là lý do mà chúng ta có cái motif này. Đấy, thì cái kiểu bè như thế này, dùng các cái nốt trong đô trưởng ngũ cung này, thì nó làm cái âm thanh cực kỳ đặc trưng của âm nhạc theo kiểu Á Đông ấy, kiểu tàu ở Việt Nam các thứ. Thì nó kiểu mô phỏng cái tiếng đàn cổ tranh ấy. Thì về cơ bản đấy là cái motif của phần tay phải nhá. Còn tay trái thì các bạn sẽ giải nốt theo cái motif như này thôi. Hai ô nhịp đầu tiên thì là đô trưởng. Nó sẽ đánh như này. Thì ghép hai tay và nó sẽ là như này.
Thì đấy là hao nhịp đầu tiên nhá. Hao nhịp tiếp theo thì là la thứ 7. Thì là tay trái thì chỉ di nốt bát từ nốt đô xuống nốt la thôi, còn các nốt còn lại vẫn giữ nguyên. Ghé vào này. Ok, tương đối đơn giản đúng không? Hai ô nhịp kế tiếp thì sẽ là re thứ 7. Ghép vào này. Tiếp nhá, hai ô nhịp cuối cùng thì nó sẽ là hợp âm son sút 4. Ghép vào thì nó sẽ là như này. Đó, thì đó là cái nốt đó là cái câu intro. Mình đánh lại cả câu này. Ok, đấy thì là cái câu demo nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào học cái phần lời nhá. Thì hai ô nhịp đầu tiên của phần lời này sẽ là hợp âm đô trưởng. Đấy, các bạn sẽ giải nốt như thế. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Lung linh lung linh, ánh trăng nghiêng nghiêng bên thềm để lòng người. Sau đó hai ô nhịp tiếp theo thì là son trưởng bát si, tức là son trưởng nhưng mà nốt bát nốt thấp nhất là nốt si, tức là son nhưng mà thế đảo đấy. Rung rinh gió đưa cơn mơ về những dấu yêu đã. Đấy thì hai ô nhịp này giải như thế nhá. Và hao nhịp tiếp theo thì là la thứ 7. Rung rinh rung rinh, gió đưa cơn mơ về những dấu yêu đã xa từ lâu. Trong tim đậm sâu gió nói còn thương thì là về hợp âm pha trưởng. Nhưng mà nó có thêm cái bậc 6 tức là nốt re này, và bậc 9 tức là nốt son. Đấy, do nói còn thương, còn đau, còn nhớ nhung. Còn nhớ nhung thì là lên son sút 4. Do nói còn thương, còn đau, còn nhớ nhung về sau. Đấy, thì đấy là câu đầu tiên của phần lời nhá. Mình đánh lại này. Lung linh ánh trăng nghiêng nghiêng bên thềm để lòng người. Rung rinh gió đưa cơn mơ về những dấu yêu đã xa từ lâu. Trong tim đậm sâu gió nói còn thương, còn đau, còn nhớ nhung về sau. Đấy, thì sau cái câu này thì chúng ta sẽ đến cái câu 2. Câu 2 về cơ bản thì gần như là giống câu 1. Khi xưa yên vui, có ai muốn xây mơ mộng bằng một ngày. Đấy, hai ô nhịp đầu tiên thì vẫn là đô trưởng nhá. Nhưng mà đến hai ô nhịp tiếp theo thì nó sẽ lên bằng một ngày mai cay đắng ngậm ngùi biết đâu. Thì ngày mai cay đắng ngậm ngùi thì lên mi thứ 7 đúng không? Thì giải nốt như này. Khi xưa yên vui, có ai muốn say mơ mộng bằng một ngày mai cay đắng ngậm ngùi biết đâu. Sớm hai ngày vui lỡ trôi. Lỡ trôi thì là lại về la thứ 7. Lỡ trôi xót xa con đường. Vỡ đôi là về re thứ 7. Đôi tiếc thay duyên người. Duyên người với tôi. Cái đoạn cuối này thì sẽ về
son 7 át, sút 4 nhưng mà có thêm cái bậc dáng 9, tức là nốt la dáng này. Lỡ trôi, xót xa con đường vỡ đôi, tiếc thay duyên người với tôi. Đấy, thì cái hợp âm son 7 át sút 4 dáng 9 này các bạn có thể giải đi lên. Sau đó để lặng một tí, sau đó sẽ vào điệp khúc, khóe mắt ướt tràn. Đấy, thì mình sẽ đánh lại cái câu thứ hai của phần lời này nhé. Khi xưa yên vui, có ai muốn xây mơ mộng bằng một ngày mai cay đắng ngậm ngùi. Biết đâu, sớm mai ngày vui lỡ trôi, xót xa con đường vỡ đôi, tiếc thay duyên người với tôi. Sau đấy là khóe mắt ướt tràn cái tiếng. Đấy, thì đấy là phần lời nhá. Bây giờ tiếp đến phần điệp khúc này. Điệp khúc thì về cơ bản nó cũng không khác về mặt hoàn thành với phần lời là mấy. Ok, thì hai câu nhịp đầu tiên vẫn là đô trưởng này. Khóe mắt ướt tràn, cất tiếng đàn, tịch tình tàng ai khóc cho nàng. Nghe như bao yêu dấu chưa hề phai, đêm nay tôi đang nhớ thương về ai. Đấy, thì hai câu nhịp đầu tiên là đô trưởng, xong rồi lên đi thứ bảy đúng không? Nhưng mà đây là điệp khúc cho nên là nếu mà mình muốn làm cho nó bớt nhàm hơn so với phần lời thì mình có thể thêm một số những cái câu chạy gọi là tô điểm trong bằng cái gam đô trưởng ngũ cung, như giống như là cái mà mình đánh trong phần intro ấy. Mình dùng cái kiểu mà dùng các cái nốt trong gam ngũ cung xong rồi bè nó ở dưới như này, kiểu như này. Khóe mắt ướt tràn, cất tiếng đàn, tịch tình tàng ai khóc cho nàng. Nghe như bao yêu dấu chưa hề phai, đêm nay tôi đang nhớ thương về ai, buồn thêm nữa đi. Đấy, thì như là vừa rồi là mình đánh là dùng một cái câu chạy đấy là tèo 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 tèo. Thì về cơ bản cái giai điệu của câu chạy này nó chỉ là tèo 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 tèo, dùng các cái nốt trong gam đô trưởng ngũ cung đúng không? Tèo 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 tèo. Và ở dưới mỗi nốt thì mình bè thêm một cái nốt trong gam ngũ cung này thôi. Cái nguyên tắc giống hệt như là trong cái câu intro ấy, chúng ta bè ở dưới mỗi cái nốt bằng một cái nốt cách nó, tức là một nốt ở phía dưới nó một cách nó một nốt ở trong gam ngũ cung. Khóe mắt ướt tràn, cất tiếng đàn, tịch tình tàng ai khóc cho nàng. Nghe bao yêu dấu chưa hề phai, đêm nay tôi đang nhớ thương về ai. Nhớ thương về ai thì chúng ta có thể lại đánh thêm một cái như này. Tiêu 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 tiêu. Đêm nay tôi đang nhớ thương về ai. Đấy, xong buồn thêm nữa đi. Buồn thêm nữa đi là lại về la thứ bảy đúng không? Buồn cho sầu dâng ướt mi. Dâng ướt mi là lại về pha trưởng 6-9 này đúng không? Có thêm cái bậc 6 là nốt rê và bậc 9 là nốt son này đúng không? Giống trong cái phần phần lời. Buồn cho sầu dâng ướt mi, chỉ một đêm nay nữa thôi. Một đêm nay nữa thôi là lại về rê thứ bảy đúng không? Chỉ một đêm nay nữa thôi, nhớ thương một người. Thì ở đây có thể chúng ta lại chơi thêm một cái câu feel nữa kiểu như này. Chỉ một đêm nay nữa thôi, nhớ thương một người không nhớ tôi. Chỉ một đêm nay nữa thôi, nhớ thương một người không nhớ tôi. Cái câu feel này nó là như này. Về cơ bản là nó vẫn là cái kiểu dùng các cái nốt trong gam đô trưởng ngũ cung đúng không? Đấy, thì đấy là câu đầu tiên trong phần điệp khúc nhá. Mình hát lại này. Khóe mắt ướt tràn, cất tiếng đàn, tịch tình tàng ai khóc cho nàng. Nghe như bao yêu dấu chưa hề phai, đêm nay tôi đang nhớ thương về ai, buồn thêm nữa đi. Buồn cho sầu răng ướt mi,
chỉ một đêm nay nữa thôi, nhớ thương một người không nhớ tôi cũng đã lỡ rồi. Thì cái câu 2 của phần điệp khúc này về cơ bản nó sẽ gần giống như là cái câu 1 thôi. Hai nhịp đầu tiên vẫn là đỗ trưởng này. Nước cũng đã lỡ rồi, đã hết rồi, tình mình giờ như con nước trôi. Ngàn năm cũng chỉ thế thôi. Ngàn năm thì lại lên mi thứ 7 đúng không? Ngàn năm cũng chỉ thế thôi, tôi chỉ mong. Và đây các bạn hoàn toàn có thể áp dụng lại cái câu chạy lúc nãy của mình ấy. Cũng đã lỡ rồi, đã hết rồi, tình mình giờ như con nước trôi. Ngàn năm cũng chỉ thế thôi, tôi chỉ mong khi nắng lên ngày sau màn mưa. Khi nắng lên ngay sau màn mưa là về lại thứ 7 đúng không? Khi nắng lên ngay sau màn mưa, anh bước chân trên con đường xưa. Đường xưa là về thứ 7, đường xưa. Theo gió bay câu ca nhẹ đưa. Nhẹ đưa là lại về cái hợp âm son bẻ át sút 4 này, dáng 9. Và lại giải ra. Ngày theo gió bay câu ca nhẹ đưa. Đấy, mình đánh lại câu 2 này nhá. Cũng đã lỡ rồi, đã hết rồi, tình mình giờ như con nước trôi. Ngàn năm cũng chỉ thế thôi, tôi chỉ mong khi nắng lên ngày sau màn mưa, anh bước chân trên con đường xưa, theo gió bay câu ca nhẹ đưa. Đấy, thì đó là phần điệp khúc. Và đấy là tất cả bài hát rồi. Ok, bây giờ mình sẽ demo lại một lần cả phần verse và phần chorus nối với nhau nhé. Ok, thì đó là bài Cung đàn vỡ đôi của Chipu. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay và bổ ích thì đừng quên nhấn subscribe. Đó sẽ là động lực rất lớn cho mình để ra thêm các video trong tương lai.